Rồi chào cả nhà nha, hiện tại Liên đang có mặt tại phòng chăm sóc da và hôm nay thì chuẩn bị trả cho cả nhà một kết quả rất là vi diệu nha. Đây làn da của chị Hiếu nha. Ở trên cầm chị. Làn da của chị Hiếu trước khi điều trị các bạn nhìn nè. Da của chị thì bị nấm mảng rất là lì luôn, nấm mảng chai lì ha. Rồi đây, cái làn da nè, các bạn nhìn thấy không? Tổn thương và nói chung là nó bị lão hóa cực kỳ nặng qua quá trình bào mòn ha các bạn ha. Đào thải và sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc nha. Rồi đây tiếp tục thì đây các bạn nhìn cái gương mặt chính diện của chị Hiếu nè. Rồi đây tiếp tục và hiện tại là làn da kết quả sau hơn một tháng điều trị tại Thảo Vi, chị rất là hài lòng. Đây cái làn da hiện tại bây giờ là đẹp như da em bé luôn. Bỏ xuống em, bỏ xuống đây để em cất cái đó đi. Rồi đây các bạn nhìn nha. Đây là chị Hiếu là được đích thân tổng giám đốc thẩm mỹ viện Thảo Vi chăm sóc luôn, cho nên là kết quả cực kỳ nhanh luôn. Trong thời gian ngắn thôi mà mình đã đào thải được tận gốc cái nám mảng lì này cho chị rồi. Đây chị nghiêng qua xíu ha. Các bạn nhìn nè. Đó các bạn nhìn nè, hai cái làn da khác nhau rõ rệt chưa? Rất là căng luôn và da của chị thì càng ngày càng khỏe lên. Đó, và căng bóng nó loại bỏ được những cái vấn đề như là lão hóa da luôn nha các bạn nha. Và sắc tố không điều màu của chị nguyên một cái mảng như thế này nè. Nó nằm nguyên một cái mảng như thế này mà mình cũng giải quyết hết cho chị luôn rồi. Đó, rồi phần má bên bên phải ha. Các bạn nhìn nè, trước nè. Rồi đây và sau khi điều trị nè. Đó, có thấy bất ngờ chưa? Đây là nám nội tiết ha, và bên mình cũng có tư vấn cho chị là khoảng 6 tháng mới đẹp, nhưng mà hiện tại mới hơn tháng thôi đúng không chị Hiếu? Chị có thấy hài lòng không chị, kết quả điều trị? Tuyệt vời. Rất là ngắn gọn. Và hôm nay thì cũng có giới thiệu dẫn nhân viên qua điều trị. Đó, sếp rất là có tâm luôn nha. Đẹp là phải cho nhân viên đẹp chung luôn mới chịu. Đó, thì đây cũng là một người chị rất là uy tín trong cái ngành bất động sản nha các bạn nha. Nhưng mà chị đã tin tưởng và đến nhà Thảo Vi điều trị thì các bạn cũng biết được là cái chất lượng uy tín của nhà Thảo Vi như thế nào. Tất cả các dịch vụ từ chăm sóc da cho tới điều trị tới giảm béo, nói chung là tất tần tật thì đều được qua quá trình nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để mình mới cập nhật và đưa công nghệ về. Đó, đây. Sếp tổng Thảo Vi có muốn chia sẻ gì không? Hôm nay có sếp tổng Thảo Vi ở đây thì cũng đang hỗ trợ cho chuẩn bị hỗ trợ cho chị Hiếu. Đây. Đó, chị có đánh giá gì về cái làn da này không? Khi mà nhận cái làn da này thì như thế nào ạ? Khi đầu tiên thì nhận cái làn da này thì trước giờ thì thật ra thì cũng bao nhiêu là ca khó nhưng mình cũng không cảm thấy mà lo lắng lắm, nhưng mà do là làn da của chị Hiếu thì là cũng là mọi người cũng biết là một người trong ngành bất động sản rất là uy tín. Dạ. Và chị cũng rất là kỹ tính, cho nên là khi mà được một người bạn giới thiệu tới thì khi mà nhận ca này thực sự mình cũng rất là áp lực và lo lắng và nói tư vấn rất là kỹ và nói là sau khi mà làm cái làn da như thế này thì thực sự là phải 6 tháng mới có kết quả. Dạ. Và đẹp. Tuy nhiên là mình cũng hết sức chăm sóc, cố gắng. Và sau trong vòng một tháng mấy thôi, không nhớ rõ là chính xác là tháng mấy, nhưng mà làn da mọi người cũng nhìn thấy nè, rất là hoàn thiện luôn, rất là đẹp. Tuy nhiên nó vẫn còn một ít, tức là những cái đốm chân sâu trên gò má. Yeah. Đó. Và hôm nay thì Thảo Vi định là trực tiếp để mà xử lý lại những cái nốt như thế này. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì thấy đẹp quá. Và chị cũng hẹn có thể là qua Tết mới làm. Qua Tết mới lại xử lý những cái nốt nhỏ như thế này. Mọi người nhìn xem nè. Cho nên thì mọi người cũng biết là trước đó là khoảng 3-4 năm về trước thì Thảo Vi từng điều trị những cái làn da mà rất là khó luôn. Tức là nó vừa mau mạch, nó vừa gãy vỡ và hiện tượng mất sắc tố rất là nhiều. Và ai ngày trước mà theo dõi Thảo Vi thì cũng biết là Thảo Vi đã từng thành công nhiều ca khó, cho nên là ngày hôm nay thì được rất là nhiều chị em cũng như là đại lý tin tưởng về cái công nghệ điều trị ở bên nhà Thảo Vi. Rồi đây. Trực tiếp nha các bạn nha, hiện tại mình đang quay trực tiếp luôn thì những chia sẻ của chị Hiếu thì các bạn cũng biết được rồi. Người ta phải rất là hài lòng cho nên là mới đồng ý cho livestream, cũng như là cũng có những cái chia sẻ rất là quý giá của chị. Trong quá trình điều trị chị có thấy khó chịu gì không chị? Có bất tiện gì nhiều không?
chỉ có điều xấu thôi. Hơi xấu thôi, hơi xấu trong giai đoạn này thôi. Dạ. Và đây là hơn một tháng thì nói chung là cái công sức của mình cố gắng trong thời gian đó thì nó cũng đã bù đắp được rồi, đúng không chị Hiếu? Thì bây giờ cái làn da của chị rất là đẹp rồi. Trước thì không biết là chị Hiếu có từng đi điều trị ở đâu chưa, hay là có dùng qua mỹ phẩm gì chưa chị? Có, chị có đi làm ở Can Nam. Và cũng có bán laser. Có làm hai cái thẩm mỹ viện cũng nổi tiếng á. Nhưng mà về hơn một tháng là nó sạm, là nó lại xấu hơn nhiều so với lúc mình chưa điều trị. Nhưng mà bây giờ ở thẩm mỹ viện Thảo Vy á, chị thấy tin tưởng hơn, tại vì trong cái quá trình mình điều trị á, mình thấy là nó rất là hiệu quả so với hai cái thẩm mỹ viện vừa rồi chị đi làm. Nói chung là thấy cải thiện rất là nhiều, thấy tin tưởng. Cảm ơn chị Hiếu. Đó thì nói chung là chị cũng đi những cái thẩm mỹ viện rất là lớn, rất là nổi tiếng rồi, thì chắc chắn là về cái chi phí chị bỏ ra cũng đã rất là nhiều. Tuy nhiên thì kết quả không có như mong đợi, và sau một thời gian ngắn, chỉ hơn một tháng thôi, thì cái nám của chị đã được tổng giám đốc Thảo Vy trực tiếp đào thải ra luôn. Thì nói chung là về cái vấn đề nám tàn nhang chàm bớt thì cho dù nặng cỡ nào thì sếp cũng có thể là giải quyết rất là nhanh, đúng không ạ? Chi phí thì cũng rẻ mọi người. Quan trọng là cái đó đó. Thì cả nhà mình cũng biết là về cái công nghệ điều trị cũng như là kinh nghiệm của Thảo Vy điều trị thì nó kinh nghiệm thì năm nay tầm khoảng là cho đến thời điểm hôm nay thì gần 20 năm. Và trước đó thì thực ra thì Thảo Vy cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái điều trị nám, và Thảo Vy cũng học rất là nhiều công nghệ, từ là laser nè, lăng kim nè, phi kim nè, peel da nè, và làm rất là nhiều, rồi quy trình cắt thuốc bắc nè, tất cả các quy trình đều có thể có một khuyết điểm và có một cái gì đó hay, nhưng tuy nhiên là khi mà điều trị xong thì cái nám nó tái phát lại rất là nhanh. Rồi lúc này thì thời gian đầu thì Thảo Vy cũng rất là đau đầu khi mà điều trị, và sau đó Thảo Vy nghiên cứu và tìm được một cái dòng sản phẩm phù hợp để duy trì cũng như là khống chế điều trị được tất cả các bệnh lý, và phải làm sao để thời gian mà khi khách hàng mà tái nám lại nó sẽ không có, tức là nó phải là vĩnh viễn cho tới khi nào mà nói chung là tuổi nói chung là đẹp đẹp vĩnh viễn đó. Đó rồi, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với nhà Thảo Vy nha. Nhân chứng thì rất là nhiều và có cả hàng ngàn kết quả rồi, chứ không phải chỉ một hai kết quả. Và bên mình thì luôn luôn livestream trực tiếp, cho nên là cái làn da thực tế luôn. Những khách hàng nào mà có nhu cầu được tư vấn về công nghệ cũng như là được đào tạo về cái phác đồ điều trị nám độc quyền của hệ thống thẩm mỹ viện Thảo Vy thì các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới nha, hoặc là inbox riêng cho bên mình thì sẽ có chuyên gia tư vấn cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream, Liên xin phép là dừng livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn chị Hiếu rất là nhiều.